Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay xin được trở lại cái phần 3. Và đây là một cái đề tài chúng tôi nghĩ rằng cũng khá nhạy cảm và mang đến nhiều xúc động cho người nghe. Đó là biệt ly trong thời Covid-19. Thì mỗi cái chết đều để lại một cái khoảng trống mà khó lấp đầy, phải không thưa chị Thái Hà Như Xuyến? Thì nhất là bây giờ nó mất người thân, vợ chồng, con cái, bạn bè. Rồi bây giờ những cái làn sóng tan tóc nó phủ trùm tất cả mọi nơi, mọi ngõ ngách, từ trong gia đình nào cũng có ít nhiều mất đi một người thân vì Covid hay vì bệnh tật trong thời Covid một cách gián tiếp. Tại nhiều khi họ bệnh nặng mà vô nhà thương mà đông quá không được chữa trị thì cũng mất. Thì làm sao chúng ta vượt qua cái nỗi đau đớn này? Thì bây giờ nhờ Xuyến có thể giải thích sao có những người họ đau khổ, họ vâng thưa có một cô bạn mất người thân mà cổ giấu kín trong lòng, cũng muốn ngậm nhắm nỗi đau đó một mình trong im lặng, trong cô đơn, không muốn chia sẻ với ai. Đến lúc mình biết, mình nói ôi tại sao mình không nói cho mình biết để mình có thể an ủi bạn mình cách nào đó cho bạn mình vơi. Thì cái tâm lý đó như thế nào, không biết chị Thà với Xuyến nghĩ sao? À, giống như hồi nãy chị Hương đâu có nói là mỗi người một khác nhau ha, mỗi người mình và cái thời gian để mình hồi phục nó cũng khác nhau luôn. Có những người mất người thân chừng khoảng 6 tháng, 1 năm là ok. Cũng có những người cả mấy năm trời. Em có một người nhờ bệnh nhân nó là, nhưng mà nó cuộc sống này nó cũng tùy theo cái quá khứ của mình nữa. Cái người bệnh nhân này là hồi nhỏ cô này cô đã từng bị gia đình bạo hành, rồi coi như là scapegoat, tức là một cái Tìm một lối thoát. scapegoat ở trong gia đình đó là một cái người mà bao nhiêu chuyện gì là gia đình đổ lên đầu của cô. Rồi cổ là thậm chí là sống ở ngoài đường mà để mà đi sống lang bạt ở ngoài đường để mà sinh sống. Và cổ phải nói là cổ bị kỳ thị, bị đủ thứ, thành ra là cái cuộc đời của cô nó rất là bầm dập rồi. Rồi đến khi mà gặp được ông chồng đi qua đây thì chỉ trong vòng một thời gian mấy năm có một đứa con nhỏ, thì ông chồng bị heart attack chết. Và cổ rất là bơ vơ và coi như là qua đây chỉ có nhiêu đó, không có ai hết. Chị biết là, và cái đau thương của cô đối với em mà khi mà chẩn định thì cổ không không phải là chỉ có post traumatic stress nữa, mà tụi em gọi là complex grief, tức là mình có quá nhiều những cái grief, quá Phức nhiều tạp những cái không? tổn thương phức tạp ở trong cái cuộc đời của mình. Thành ra cho đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, mấy năm rồi, có 2 năm hơn rồi, mà cố cái mất mát của ông chồng nó cũng như vừa hôm qua vậy á nha. Và nhưng mà mình cảm thông được, mình không thể, không không có một cái formula, không một cái công thức cho bất cứ ai là phải thế này phải thế kia. Và như cô Thái Hà nói, không thể nào mà nói là mình quên được thế nào. Thành ra đừng có, đôi khi có những người ngoài á đến nó hơi quên đi hay thế này kia, đó là một cái sự vô tình nhưng mà nó cũng tàn nhẫn lắm á. Cho những người mà mình mất mát, những người trong gia đình, mình không bao giờ nên nói như vậy. Chỉ cái mình có thể chỉ làm được những người chung quanh mình là mình lắng nghe cái đau thương của họ, giống như là mình làm nhân chứng cho cái đau thương của họ thì cho nó vơi đi thôi, chứ mình không nên nói những cái điều này điều nọ, là tại vì như cô Thảo nói, mình không sống trong cái đôi giày của người đó, mình không có cái tư Cảm cách nhận gì để mà hơn. mình có thể cảm nhận được. Thì em nghĩ là mỗi người nó khác nhau ha. Thì bây giờ chắc là em nói vậy đi rồi tới cô đi, xong rồi chúng mình nói cái cách nào cho vượt Chị qua Thà, về cái cách mình nói chuyện với người nào vừa mất đi người thân vì Covid, mình nên nói thế nào mới là appropriate, mới lại gọi là hợp lý hơn và nó nhẹ nhàng anh chị? chị nghĩ là cái cách mà để Xuyến sẽ góp thêm ý là lắng nghe. Khi một người đến với mình mà có một cái tâm sự đó, họ không cần mình nói, tại mình nói có thể mình không hiểu họ hết để mình nói những điều họ chờ đợi, thì tốt nhất là mình lắng nghe. Cái lắng nghe đó là một sự chia sẻ mà theo chị rất là cần thiết trong những cái giây phút mà gọi là rất là critical đó, rất là Nghiêm căng thẳng chỉnh đó. nhỉ. Thành thử ra mình chỉ lắng nghe cho họ nói thôi, khi họ nói xong rồi đó họ đã giải tỏa, như hồi nãy mình có nói với nhau đó. Và lúc là một cái bàn tay mình trên vai họ, hay một ánh mắt mình nhìn với tất Mình cả khóc tấm với lòng, họ luôn. là mình sẽ an ủi họ rất là nhiều. Và chị xin chia sẻ một kinh nghiệm này mà chị thấy rất là hay. Chúng tôi xem được một cái video cũng ở bên Ý cái thời đầu tiên đó, thì cô này còn trẻ, có lẽ xin lỗi quý vị chắc ở tuổi của Xuyến hay là trẻ hơn Xuyến hay là trẻ hơn Hương Hương Thơ, mất một người tình. Thì lúc đó là hoàn toàn là cái bệnh viện nó còn rất là strict hơn bây giờ nữa, bệnh nhân nó không có ra vào gì hết, thậm chí mình không được nhìn xác của người thân nữa. Thì cô được biết là có những cái buổi mà họ chôn tập thể đó, thành ra là cô đến cái nghĩa trang đó, cô ngồi trên cái xe hơi nhỏ ở một góc con đường để nhìn cái đoàn người phu mộ, họ xuống những cái xe tải rất là đông, hàng mấy trăm cái quan tài cùng thứ với nhau để mà xuống cái nghĩa trang đó.
thì cô không biết cái người tình của cô nằm ở trong cái quan tài nào, bởi vì trong cái cuộc chôn chung đó thôi, thì cô cứ nhìn từng cái quan tài một đi qua mặt cô, từng quan tài một đi qua mặt cô ấy. Tự nhiên cô cảm thấy là cái người nằm trong quan tài đó là người tình của cô ấy. Quan tài này có anh, quan tài kia có anh, quan tài nọ có anh, bởi vì em đến đây để tiễn đưa anh mà không biết anh ở cái nơi nào, thì trong mỗi quan tài đều có hình ảnh của anh hết á. Thì cô thấy cô thương tất cả những người nằm ở đó, và cô nói là như là một cái ly trà đậm đặc á, mà mình pha loãng nó ra đó. Thành ra khi mà cô trở về đó, cô nói cái nỗi đau này không phải riêng một mình cô ấy, bao nhiêu người cũng cùng chia sẻ. Cho nên là cô nói là cô không biết diễn tả thế nào khác hơn là cô nói là một cái gì rất đậm đặc ở trong người cô mà được dilute cho nó ra, được pha loãng nó ra. Thành ra cái đó rất là hay và khiến cho mình càng cảm thông với người khác nhiều hơn nữa. Tại vì mình có dễ dàng đặt bàn tay lên vai người khác, không phải là để cho nó qua chuyện, để cho có tôi cũng chia sẻ đây, nhưng mà với tất cả cái gì của mình trong lòng mình, từ trái tim mình, nó đi vào những ngón tay, nó đi vào sự ấm áp ở trên cái lòng bàn tay của mình. Thành thử chị thấy cái đó là một cái mà cũng rất là hay. Chia sẻ và chia sẻ chỉ có vậy thôi, đừng có ôm giữ trong lòng mình. Trong lúc này Hương Thơ cũng đừng có tôi nghĩ là mình không nên blaming, trách cứ nhau. Không, có trong gia đình cái đó rất là quan trọng. Còn nội xuyến của nêu lên vấn đề đó rất đau là quan lòng trọng lắm. Đó. Tại vì ai cũng đau hết mà mình nói tại con, tại mẹ, tại bố đi tại ra chị, ngoài tại chị đi không nhậu đưa mẹ rồi đi sớm hơn, ăn uống rồi không tại cẩn chị thận. Không để mẹ ở với em, để gái những cái như vậy đó, nó không giải quyết được gì mà làm cái tăng gia. Là em nghĩ là những người mà mình trải qua mất mát á, thực sự mình đang bị thương. Mình đang bị thương. Thành ra nếu mà mình giày vò dằn vặt mình á, là mình lại làm tổn thương mình hơn nữa. Người mình đã bị mũi tên nó bắn rồi, bây giờ mình cũng tự bắn mình nữa, làm sao mình chịu nói. Ngoáy cái mũi tên. Mũi tên người ngoáy chứ. Nên mình đang bị thương, thành ra là mình cũng không có nên đòi hỏi mình là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Thực sự mình đang bị thương. Thì ở cái lúc này cái lòng từ bi của mình với chính bản thân mình á, nó cũng rất quan trọng để mà mình săn sóc mình lúc mình đang bị thương. Mình sẽ cần làm những cái điều gì mà nó giúp cho mình, nó giúp cho mình nguôi ngoai, nó làm điều gì để mình có thêm cái sức lực, mình làm điều gì đó để mình vỗ về chính bản thân của mình ủi an chính bản thân của mình và thậm chí mình ôm mình vào lòng nữa. Tại vì khi mà mình mất mát là mình đang bị thương dữ lắm, và có những cái cuộc câu chuyện là mình đâu phải mình mất mát lúc này, có những cái chặng đường khác trong cuộc đời mình cũng đã từng có những mất mát khác nữa rồi, và cái này nó cứ đắp lên cái kia, đắp lên cái nọ. Nếu như mình không có từ bi với mình và không thương mình thì khó để mà có thể đối phó với những cái sự mất mát kế tiếp. Thành ra em nghĩ là cái self compassion, cái lòng yêu thương chính bản thân, cái lòng từ bi với bản thân của mình rất quan trọng. Và khi mình làm được điều đó thì mình cũng sẽ từ bi với những người khác hơn. Mà cái mà nãy cô nói em rất là thích là vì em có một người bệnh nhân á, chú đó chú bị trầm cảm rất là nặng. Mà sau khi trầm cảm xong rồi chú qua chú nói, nhờ tôi có cái sự trầm cảm, không phải là tôi muốn đâu. Nhưng mà giờ tôi hiểu được khi người khác nói với tôi họ bị trầm cảm, thì tôi lại có được cái sự đồng cảm mà tôi nghĩ nếu tôi không qua cái này, chắc tôi không bao giờ hiểu nổi. Thành ra là trong tất cả những cái trải nghiệm của mình, thực sự không ai muốn có hết. Nhưng mà nếu mình tìm cái ý nghĩa cho cái trải nghiệm của mình và mình làm một cái điều gì đó, thì đó nó cũng là một sự kêu gọi, và cái trí tuệ của con người và khả năng con người vẫn có thể làm được, có thể là không cần gì lớn, có thể là một cái gì rất là nhỏ. Vâng, Hương Thơ thấy cái văn hóa người Việt Nam mình hay khép kín trong lòng, mình giữ kín những cái điều mà mình không muốn chia sẻ, những cái đau buồn của mình. Thì Hương Thơ nghĩ rằng giống như mình đã nói thì mình nên nói ra, và nhất là cái quan trọng trong gia đình, theo cái cách của người Tây Phương, người bản xứ thì cha mẹ, gia đình, con cái nói chuyện rất là cởi mở. Thì cái đau thương mình cũng gỡ ra đi, đừng có khâu kín lại. Nhất là có nhà, có con cái, trẻ em, con cái còn nhỏ tuổi, thanh thiếu niên, các em cần các em lắng nghe và nói chuyện em với em. Dạ, và nếu nó trải qua những cái đó, nhiều khi nó không có ngôn ngữ để nói, là phải để cho nó vẽ, phải để cho nó làm những cái sáng tạo để mà nó diễn đạt cái cảm xúc của nó. Vâng, thì cái quan trọng đó mình phải tìm cách mình giúp, chắc vừa giúp cho bản thân mình trước, cho vững mạnh, rồi giúp cho bố mẹ già và các con em nhỏ. Tôi có một từ gọi là đại khái là mình detox đó chị. Mình thanh lọc, thanh lọc. Thanh lọc và thải độc một chút. Vâng. Thôi bây giờ chúng ta chia tay, xin mời chị Thái Hà cũng như Xuyến kết thúc một câu nào đó để phần nào nguôi ngoai. Vì Hương Thơ thấy là cái sự đồng cảnh ngộ đó, nó tan loãng cái đau thương. Mình không có một mình ha. Thấy cái New York Times trên tờ báo một ngày đúng vào một năm mà có 500.000 người, cái mốc 500.000 người chết, họ chỉ để một cái trang với 500.000 cái chấm đen. Thì mình cảm thấy, tôi chỉ là một chấm, và trong 500.000 chấm đó, bao nhiêu cái nỗi khổ giống như tôi, thì mình cũng bớt đau phần nào không chị?
Vâng, mời chị theo. Vâng, cái lời sau cùng mà chúng tôi xin phép được thưa là một lời nói của thượng tọa mà trụ trì chùa ở trên đường Euclid, là chùa gì em nhỉ? Chùa Huệ Quang. Huệ Quang, đúng rồi. Ở trong một cái tang lễ đó, thì ông nói với người thân rằng là bây giờ các con đừng có nhìn thấy thân phụ của mình ở trong cái hình hài tiều tụy khi qua đời nữa. Bây giờ bố các con như là bông hoa đã nở về cái phương trời khác rồi. Thành thử ra mình phải nghĩ như thế, cái gì nó tươi đẹp, nó an lành. Thành ra nghĩ cái đó là cái mà hay nhất đấy, bởi vì đằng nào mình cũng phải có một cái suy nghĩ trong đầu mình, một hình ảnh trong đầu mình về người đã ra đi. Thì cái hình ảnh nào mà nó tươi đẹp và nó hứa hẹn, tại sao mình không giữ lấy cái hình ảnh đó? Thành thử tôi cứ nhớ cái lời nói của thượng tọa trụ trì chùa Huệ Quang đó. Cái lời nói tôi nghĩ là nên nói với nhau khi mà mình phải biệt ly, bởi biệt ly mình không tránh được. Mời Xuyến. Dạ, em cũng đã nói là mình thương mình và săn sóc mình, nhất là những lúc mà mình bị thương, về trái tim mình bị đau, mình bị thương qua những cái sự mất mát trong cuộc đời của mình, và tìm ý nghĩa trong cái trải nghiệm đó. Cảm ơn chị Thảo như Xuyến đóng rất nhiều. Thì tôi nghĩ là khi mà mất đi người thân, nhất là trong thời Covid đó, thì chúng ta sẽ đau buồn mãi mãi và sẽ không bao giờ vượt qua nỗi đau đớn. Nhưng chúng ta phải cố gắng học cách sống chung với nó, cố gắng chữa lành, dù vết thương sẽ có lúc tứ máu và mưng mủ trở lại. Quý vị sẽ không cô độc vì chung quanh có nhiều người đồng cảnh ngộ. Như Hương Thơ vừa nói, trên New York Times có 500.000 cái chấm đen và đồng cảm với nỗi đau thương của quý vị như chúng tôi đây. Cầu mong cho những người còn ở lại tìm được sự ủi an trong tâm hồn. Cầu mong cho đại dịch mau chóng kết thúc để mọi người được trở lại những sinh hoạt cũ, dù chắc chắn sẽ không còn như xưa nữa. Hương Thơ xin được kết thúc bằng bài thơ có tựa là Im lặng của nhà văn, nhà thơ Trần Mộng Tú, viết về một buổi sáng tiễn biệt người em gái của mình. Chiếc bình thân thể rỗng, mỗi người đứng một góc, tự ôm lấy mặt mình, lẻ loi riêng mình khóc. Nhìn nhau thôi, bờ vai không cho gục, bàn tay không cho nắm, tự mình nắm tay mình, ôi bàn tay cô độc. Mỗi người một bông hồng, chiếc áo quan im lặng, những bông hoa im lặng, những giọt lệ im lặng, tiễn một linh hồn đi, một linh hồn im lặng. Thượng đế cũng im lặng, nghiêng tai nghe lời kinh, những lời kinh thầm lặng, vực hồn ai an bình. Buổi sáng thật im lặng, không tiếng chim bay ngang, hoa anh đào im lặng, vừa nở trong nghĩa trang. Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay với nhà văn Bùi Bích Hà, tức là chị Thế Hà, chuyên gia tâm lý Xuân Đông và Hương Thơ xin kết thúc nơi đây. Và xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.